Ồ. Không có ô mình. Ở đây là mình gọi là A. À, đúng rồi, A luôn nè. Nè, con gà nè. Đúng rồi, nó A rõ ràng đó chưa? À. A rõ ràng. Đù, tôi nói ông nghe nè. Thật sự luôn, tôi là có cái dãy nhà trọ gọi là kế bên đó. Hai thằng vợ chồng đó gọi là trẻ thôi. Mà công nhận thằng chồng ác. Tôi nói thiệt, tôi nói chung là tôi kể rồi, mình nói là ác cái vẫn nói. Tôi nói ông là nó tối là nó quýnh vợ, nó quýnh quá trời luôn. Quýnh có nhiều loại quýnh. Không, tôi nói là quýnh mà con vợ nó la, tôi nói mình thấy thấy thảm Thì luôn mày la thì cũng có nhiều loại anh ơi, la. anh tha cho em ơi rồi Không phải đâu, cho ông đã uống rượu bìm bịp hay sao anh ơi. việc gì Thế, tối thì vậy thôi chứ quýnh cái không gì. mà tôi quýnh mà sáng mai tôi để ý nha, quýnh mà nhỏ la cỡ đó mà không thấy thương tích À. thiệt luôn. Mà sáng ngày mình sao tôi gặp như hai dòng tôi đó, không cãi lộn trong đêm thôi, không cần quýnh À. lộn, chỉ cần cãi lộn sáng nay là mặt nặng mặt nhẹ không ai nhìn ai rồi. À. Mà cái này ngược lại sao nó quýnh cái đó mà sáng ngày nó ôm kẹo 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 với nhau mà nó nói chuyện vui vẻ cực kỳ. Chắc có rượu bịp 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 hay sao á. Biết là gì Thì ấy, ngày xưa kêu rượu bịp ông uống bạc khen gì đó, rượu bịp bịp gì đó. à, chắc nó uống rồi giờ nó quýnh ông con kia nó đỡ đỡ đâm ra nó không bị đúng không. Đúng mà. À thôi Mày kệ đi, vậy vụ chúng ta gì mà ghê à? không À, vụ quýnh nó xong rồi hả? xong rồi đó, Thôi vậy kệ người xong ta rồi rồi. mà kệ ta rồi, chuyển qua cái này của mình. À, chịu có đi mới. Tôi nói là tôi chuẩn bị muốn gọi là bóp gỏi. Thứ nhất là chiều nay tôi làm cái tất niên nho nhỏ. À cái thứ hai nữa là tôi có mời sự hiện diện của Suya, nhà cha và nhà gái qua. Mà tôi là chỗ tài gọi là bóp gỏi. Suya, nhà trai nhà gái Không hiểu rồi. lại Là ba tôi với má với ba vợ tôi đó. à rồi Đó, ra tôi tổ tài bóp gỏi để cho hai ông thưởng thức nhau. hợp lý À. anh đúng là đúng rồi đúng Nhưng mà cái năm cái tay nghề bóp gỏi của tôi nó cực kỳ dữ dằn. Có bữa hổm là tôi có bóp một lần rồi, bóp riết mà vợ tôi đuổi ra đường luôn. rất kỳ Ăn không được mà bữa đó tại dạng có con gà mà tôi đem tôi bóp xong cái bắt đầu cái ăn không được, cái nó kiểu nó mặn chát hay cái gì đó rồi nó ăn không được, cái nó chữ chữ đã rồi cái đuổi tôi ra đường, tại vì có con gà để ăn ăn buổi tối mà giờ bóp hư rồi ăn không được. Âm ra là tức đuổi tôi ra đường đúng rồi. Bây giờ Tết, cái món bắp gỏi là cái món thông dụng nhất luôn anh Khải. Hả? Tết á, cái món thông bắp gỏi là món thông dụng nhất luôn. Đúng 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 đúng. Bây giờ nha, em sẽ chia sẻ cho anh cách làm mắm trộn gỏi. Cái này không phải là vấn đề mà mình làm liền, ý là anh làm anh để dành được lâu ngày. Mỗi lần anh làm gỏi anh cần anh chan qua và anh xúc xúc là thành gỏi thôi. Anh không cần phải làm một công đoạn gì hết. Anh chỉ cần anh xé gà hay anh xé tai heo anh xé đâu anh trộn lên đổ mắm vô là ok luôn. Cách làm mắm trộn gỏi ngày Tết ăn được lâu ngày Tết, Có nghĩa là làm một lần mà ăn 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 cả tuần vậy. đúng rồi, đỡ phải làm nữa. Tết cứ gần lôi đáy rồi, mọi người làm xong mọi người để tôi làm, mọi người kết mỗi lần muốn ấy thì mọi người lôi ra, mọi người đổ mắm vô, mọi người quất là ok rồi. Cách làm mắm trộn gỏi ăn được lâu ngày Tết, Thì cũng ta. bây giờ anh làm để dành đi. Chứ không Tết mất công bận buồn rồi bạn bè vô nhanh cái thì phải mất công làm nữa. Bỏ bọc sạch sạch cái chỗ mắm cho là xong thôi. Mà ăn rất là ngon nha, ăn bài bản đàng hoàng nha, chứ không phải là ăn cho qua câu chuyện đâu. Cái biết sao, nhiều cái ông làm cũng hay lắm mà nhiều cái tôi làm, tại cái bữa nay là tại đãi Suya. Không được á, anh làm để dành nó đi. Tết này anh cũng tất nhiên nhiều bạn vô nhiều, cứ bóc gỏi đại cho nó nhanh. Được đúng Cơ không? bản nó nói thôi chứ nhậu bao nhiêu đâu mà, uống không. Vậy đợi tôi xé bắt đầu cái là ông chỉ tôi làm nghe chưa. Ok, cách mọi người làm mắm trộn gỏi nha. Ok, để hôm nay em chia sẻ mọi người cách mọi người làm mắm để trộn gỏi ngày Tết. Rất ok là một người làm một lần, một người bỏ tủ lạnh, mỗi mỗi lần dùng thì mới dùng thôi. Ok. Cái công thức của em như sau là mọi người cho hai đường một mắm. Hai đường một mắm đúng Cái này mọi người làm một cái hũ lớn luôn, mọi người kết tủ lạnh nó Tết lấy ra xài. Mọi người thấy nó ngọt vậy không ngọt đâu, tại vì dòng gỏi nó như vậy á, với lại mắm đã mặn rồi, cho nên cái lượng đường này vô nó cũng không có ngọt bao nhiêu đâu. Nếu mọi người muốn ăn vừa vừa thì mình cho một chén rưỡi thôi, được rồi. Một rưỡi đường cũng được, đó tùy mọi người thôi. Ok, một mắm mắm ngon mắm gì tùy đúng không? không ngon thì càng ngon hơn, mà tùy, nói chung tùy mỗi nhà. Mọi cho vô mọi thấy vậy chứ nó không mặn đâu, mắm nó mặn rồi Nó đó. Hai đường mắm mọi người sẽ nấu lên cái này mọi ngon. Ủa mà người nấu được không vậy? được. Chứ nhỏ lửa đâu, nhỏ lửa Ừ, mọi người riu thôi, nấu cho nó tan. Trong khi chờ mắm nó sôi, mọi người chuẩn bị cho em tỏi, ớt, chanh. Tỏi ớt chanh. Này thì mọi người chuẩn bị tỏi ớt
cái này được cái lợi mọi người làm xong á mọi người dùng luôn để dành tủ lạnh á Tết mọi người, chứ cần mang ra mọi người thái sơ sơ miếng rau mọi người đổ vô một trộn ăn rất là ngon, hay ăn hợp khẩu vị mọi người, cứ yên tâm vào vấn đề này. Ớt cay hay không cay tùy mọi người thôi, câu pha chế vào vô mọi người xay ra. Ok, sau khi mọi người nấu tan mọi người tắt bếp để cho nó nguội nha. Tiếp theo chúng ta sẽ xay ra này, còn gói này là nước nắp. Ok, sau khi nó nguội mọi người đổ ra một cái tô hay là một cái hũ gì mọi người đựng để dành cho nó tan được đúng không? Ừ. Là mà ổng ăn một cái mà tôi sợ lắm nha. Cái này giống hệt mấy bà bán gỏi ở ngoài tìm vụ tiệm anh ấy à. Bà làm sẵn bà đổ thôi chứ bà hơi đâu mà mỗi lần bà làm gỏi mà bà làm mới. Nhưng mà cũng cái sợ cái gì biết không? À. Trong nhà mà có một thằng hoặc là một đứa nào, một con dâu hay là con gái nào mà làm đồ ăn ngon á, tôi nói ông là sẽ kêu hoài luôn. Đúng rồi. Bây giờ nếu mà tôi làm mà cảm giác khi mà tôi ăn ngon á đúng không? Tôi sẽ rút kinh nghiệm làm dở. Để khỏi sai nữa hả? Đúng chính xác chứ sao nữa nè, giờ đổ mắm vô muối, mắm vô ớt gỏi đúng không? Cái này là cách của mấy bà bán gỏi ngoài chợ, bà làm sẵn mà hay đổ vô mọi người. Cứ ấy vô. Em thấy mấy bà bán gỏi ăn cũng ngon do cái nước của nó, nước mắm trộn gỏi đó. Đúng rồi. Sốt trộn gỏi nè. Ngon là ngon do nước sốt. Cái này là mấy quyết định. Không khác tay không không? Đơn giản vậy ta. Đơn giản vậy đó mà ít ai làm được. Đồ nó nhìn đẹp dữ trời. Rồi, bây giờ bắt đầu anh Trang anh bóp. Sao nhìn đẹp dữ vậy? Chanh thì mọi người cho riêng nha, mọi người khi nào mọi người dùng thì mọi người cho chanh. Không thì mình vắt vô cũng được, tại vì này nấu ra là mọi người yên tâm. À. Rồi tôi anh múc anh Trang vô. Cái này nó vừa ăn đó mọi người, cho nhiều hết cũng tùy, mà cũng cho vừa đó, không cần nhiều đâu. À, vậy là mình cứ làm sẵn cái đầu cái ăn là quất rồi. Cái này thì mọi người cho vô hũ mọi người kết. À, còn chanh là mình nặn đúng không? Đúng rồi, chanh thì mình nặn vô. Thì mình đúng không? Thôi mời anh ăn thử cái sốt trộn của em như thế nào. Ủa chứ trộn mà ăn cái gì? Anh trộn thử ăn thử cho nó ngon. Phải trộn lên chứ. Rất là ngon luôn. Tết này mấy chị em nên làm cho mình một hũ để dành. Tết ở không làm gì, chuồn gỏi ăn, đỡ buồn. Mấy anh làm hũ, ai vô chuồn đại cho nó nhanh. Ngày Tết là hầu như ai nhà nào cũng cái này là món này là tiện nhất nè. Nhanh gọn lẹ. Để ăn thịt cá nhựa ngán quá, ăn miếng rau chuồn cho nhanh. Chuồn lên tí nó ngấm ra nước. Nhưng mà mặn thơm với ta, nghe mùi thơm này. Mà mắm mà nấu lên là ông đẻ là ông nào cũng nấu nghe thơm hết trơn á. Chứ nó chín mắm á. Nó tự nhiên nước miếng nó nhỉ là sao ta? Đâu có mấy cái này. À. Nhất cái lỗ nách. Nách làm cái lỗ một thằng. Nhất cái nách thôi. Nhất nách thôi, nhất cái lỗ nách. Tao nói là nhất nách mà đau lỗ đúng. À. Kiểu mà nó ngon quá, cái mình ăn cái nó căng lên cái đúng đau. Nhìn rồi thấy nó mắt nó đẹp mắt rồi đó, nhìn nó đẹp rồi đó. Thử miếng này. Thử cái rau đi mà cũng thấm rồi đúng không? Nên làm không, nó dính gì vậy? Dính miếng rau không nên, không nên làm. Tại sao? Tôi nói ông mà làm cái này là chết. Ông chẳng qua chẳng khác nào ông gọi là một khi một cái tiệc đó, nhà cho có 10 thành viên đi, 10 người đi, khi một cái tiệc mà gọi là nấu nướng gì đây, ê kêu thằng Khải Chim Sò, kêu thằng Khải Chim Sò chết luôn à. Bắt quả là chết luôn á. À như ông đừng nên biết. Dù ngon dù dở ăn bả đi. Chứ mà ngon tôi nói ông là nó kêu ông hoài. Đúng rồi. Tốt nhất đừng. Ông mà ngon thiệt, ngon thiệt. Đó ok, đây là cách. Đây là gỏi bình thường, cách để mọi người làm mắm chuồn gỏi.
ăn được lâu ngày ngày Tết. Mọi người cứ trộn nhiều nấu lên đó, mọi người kết tủ lạnh. Mỗi lần ăn ra múc tầm phải muốn mọi người trộn như thế này là ok. Ok. Ok, chúc mọi người có bữa Tết thật là vui vẻ, mua nhiều món ngon. Ok, kiếp bạc chuông.